Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học C# Inform. Ở bài này chúng ta sẽ cùng đi vào học checkbox một control. Và chúng ta sẽ làm mượt form của chúng ta. Ta sẽ chọn gõ toolbox ở trong gõ checkbox ở trong toolbox, thêm một checkbox, sau đấy là thêm một label. Chúng ta sẽ đổi tên khách hàng thành giới tính. Tiếp đến là checkbox 1 của chúng ta. Chúng ta sẽ copy ra thêm hai checkbox nữa. Chúng ta sẽ có giới tính nam, nữ và khác. Ok, sau khi căn chỉnh cho thẳng hàng thì chúng ta sẽ đổi text của các checkbox này, nam, nữ và khác. Còn về phần name, tên của các checkbox thì các bạn có thể đổi tên để cho dễ nhận biết hoặc không. Ở đây tôi sẽ để là checkbox 1, checkbox 2 và checkbox 3 thôi. Để lúc copy paste chỉnh sửa trong code nó nhanh hơn. Rồi ta sẽ tắt file collection đi. Đây thì phần đầu tiên chúng ta cần thay đổi đấy là lúc load dữ liệu từ grid view lên phía trên. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một biến kiểu string. Tên biến là giới tính. Chúng ta sẽ khởi tạo bằng rỗng. Tiếp đến thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ dòng chúng ta nhấn lên trên checkbox của chúng ta. Chúng ta sẽ kiểm tra xem row chúng ta vừa nhấn và bằng 0 không. Row chúng ta vừa nhấn và là cột giới tính có bằng 0 không. Thì sẽ set thuộc tính checkbox của checkbox. Chúng ta sẽ set checkbox 1.checkbox bằng true. Tương tự nếu giới tính bằng 1 và bằng 2 thì chúng ta sẽ cho checkbox 2 và checkbox 3 checkbox bằng true. Else 1. Mình sẽ copy ở trên xuống. Sẽ bóng 2 bằng chu. Giới tính mà bằng 2 thì check bóc 3 check cực bằng chu. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Chúng ta sẽ không cần biến giới tính này nữa. Chúng ta sẽ lấy luôn từ row cell giới tính. Chúng ta cùng test thử nào. Ok, đây nha các bạn. Tôi nhấn vào dòng 1, ấy hiện nam. Tôi đi có dạo không có giới tính thì không hiện. Nếu mà nữ thì cả hai checkbox cùng hiện, cùng được check. Như vậy là chúng ta đã bug rồi. Bug này sửa dễ dàng thôi. Chúng ta sẽ thay đổi cả ba checkbox mỗi lần nhấn checkbox. Và cuối cùng thì nếu mà checkbox mà bằng null ấy, đúng không? Không nằm trong ba giá trị 1012 thì chúng ta sẽ bỏ cả ba checkbox của ba checkbox đi. Chúng ta sẽ cho checkbox 1 bằng fail nếu giới tính bằng 1. Rồi checkbox 3 cũng tương tự. Cái nào mà bằng true thì hai cái lại còn fail, còn nếu bằng null, giá trị giới tính bằng null thì chúng ta sẽ cho cả ba checkbox checkbox bằng fail hết. Ok, chúng ta sẽ cùng test lại. Nam này, trống trống, nữ trống, nam, đúng rồi, chúng ta đã code thành công việc load dữ liệu từ grid view vào checkbox. Tiếp sau đây chúng ta sẽ code phần thêm mới. Trước khi code phần thêm mới thì chúng ta sẽ tạo sự kiện click của các checkbox. Các bạn, nếu mà các bạn click vào checkbox này thì chúng ta sẽ ra sự kiện check cực trên. Sự kiện này không đúng, chúng ta sẽ sử dụng sự kiện click. Các bạn có thể thử xem sự kiện check cực trên đấy ảnh hưởng như thế nào nhé. Còn ở bài này chúng ta sẽ thêm một
ta sẽ dùng sự kiện click của các checkbox. Đoạn này chúng ta sẽ cần phải click để nó tạo sự kiện và gắn sự kiện vào form. Tương tự với checkbox 3, double click vào sự kiện click, chúng ta đã có 3 sự kiện của 3 checkbox. Tương tự chúng ta sẽ copy ở trên vào. Nếu chúng ta nhấn chọn checkbox 1 thì checkbox 1 check cửa bằng true, còn 2 checkbox còn lại sẽ bằng fail. Tương tự chúng ta sẽ copy paste vào đây. Chúng ta sẽ sửa xóa đoạn cốt thừa đi, nó có nhiều quá. Ở đây thừa một dấu đóng ngoặc nữa này, xóa đi. Ok, như vậy là chúng ta đã code xong 3 sự kiện click của 3 cái checkbox. Tiếp đến là sự kiện btn thêm click. Chúng ta sẽ thêm một biến string giới tính khởi tạo bằng rỗng. Tâm sự một chút thì chúng ta sẽ có thể nhận thấy là quả không ngoa khi nói C# là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện. Tất cả đều có sự kiện trên WinForm này, C# WinForm. Rất đơn giản đúng không? Chúng ta nhấn double click vào button để sinh ra sự kiện và chúng ta sẽ code sự kiện đấy. Đơn giản, dễ dàng, dễ học, dễ hiểu, dễ nhìn, dễ làm. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu khởi tạo hàm if-else. Nếu checkbox 1 bằng checked thì giới tính của chúng ta sẽ bằng 0. Checkbox 2 checked bằng true. Chúng ta sẽ viết tắt là checkbox 1 checked, checkbox 2 checked. Giới tính sẽ bằng 0, 1, 2 và null. Chúng ta sẽ, nếu người dùng không nhập gì thì chúng ta sẽ để null trong đấy. Rồi chúng ta sẽ tiến hành sửa câu query. Insert into khách hàng, ngoặc tên khách hàng, phẩy giới tính, value. Tên khách hàng sẽ là tên khách hàng, còn giới tính của chúng ta sẽ là biến giới tính. Nếu bằng null thì chúng ta sẽ truyền null vào đây, thì câu insert của chúng ta sẽ in null vào xuống database thôi. Chúng ta sẽ cùng test phần chức năng thêm mới này. Ok, chúng ta sẽ thêm mới này. Giới tính nam này, tên là gì được các bạn, tên là Nam Nam đi. Thêm mới thành công, đã có Nam Nam và giới tính là không, giới tính là nam đấy. Và sau chúng ta sẽ hiển thị chữ nam nữ ở trong cột giới tính. Chúng ta nữ thêm này, nữ tú. Giới tính không ăn vào rồi, có vấn đề xảy ra các bạn ạ. Code cùng trang lại có bug rồi, nhiều bug quá. Chúng ta chưa đổi checkbox hàm cho các bạn mà mới copy xuống rồi. Rồi cùng test lại nào. Chúng ta sẽ thêm tú bà đi, giới tính là nữ, thêm mới thành công, đã có tú bà, giới tính là một này. Ok, như vậy là chúng ta đã code xong phần thêm mới. Phần update của chúng ta cũng tương tự thôi, chúng ta sẽ copy đoạn code if else và khởi tạo giới tính này, vệt vào lên trên đầu của sự kiện btn cập nhật shift-click. Và đơn giản chúng ta sẽ sửa câu query của update thôi. Trong này chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu giới tính mà khác rỗng thì chúng ta mới tiến hành update nhé. Nếu mà giới tính bằng rỗng thì câu query của chúng ta sẽ lỗi ngay và chúng ta update đương nhiên là sẽ lỗi thôi. Đây, chúng ta sẽ sửa câu query. Thế khách hàng bằng giới tính bằng, chúng ta sẽ đơn giản là cộng biến giới tính thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng test lại nhá. Đây, tôi đi có dạng cho giới tính này, cho chúng là nam, cập nhật. Giới tính đã được cập nhật. Xuống lại lập trình. Đây, nữ thêm. Chúng ta lại thêm rồi. Thêm vào thì sẽ không phải là cập nhật nữa. Phần này chúng ta sẽ cũng cần làm mượt thêm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.